Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trong tối và đêm nay, không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta, sau đó ổn định dần và suy yếu. Trong tối và đêm nay, cả Bắc Bộ chỉ có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ trong đêm nay vẫn tiếp tục giảm thấp. Nền nhiệt đêm ở khu vực đồng bằng ở ngưỡng từ 15 đến 18 độ, trong khi đó vùng núi nhiệt độ chỉ từ 12 đến 14 độ, riêng núi cao có nơi dưới 8 độ. Và đêm nay cũng chính là đêm rét nhất của đợt rét lần này. Còn trong ngày mai, miền Bắc sẽ có được tiết trời tạnh giáo, không mưa, gió Đông Bắc cũng không còn thổi mạnh nữa, nên nhiệt độ trong ngày mai ở đây sẽ tăng lên ngưỡng từ 18 đến 21 độ. Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, vì thế mưa cũng nhanh chóng quay trở lại. Trong đêm nay, một dọc các tỉnh, thành phố từ phía nam của tỉnh Nghệ An trở vào đến Phú Yên có mưa. Nhưng sang ngày mai thì vùng mưa sẽ thu hẹp lại, tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Khánh Hòa. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Cũng do tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt đêm nay ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 15 đến 18 độ. Khu vực Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế đêm nay nhiệt độ cũng giảm xuống ngưỡng từ 18 đến 21 độ, trời rét về đêm và sáng. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên nhiệt độ đêm nay là từ 21 đến 23 độ. Trong khi đó khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận nhiệt độ từ 24 đến 25 độ. Sang ngày mai thì khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mức nhiệt cao nhất ngày là từ 19 đến 22 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt dao động từ 21 đến 24 độ, trời lạnh vào ban ngày. Đà Nẵng đến Phú Yên có mức nhiệt cao nhất ngày là từ 24 đến 27 độ. Còn Khánh Hòa đến Bình Thuận là từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì thời tiết ít mưa. Ban đêm ở Tây Nguyên vẫn duy trì trạng thái rét nhẹ với mức nhiệt từ 17 đến 20 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất đêm nay là từ 22 đến 25 độ. Sang ngày mai trời nắng sớm nên nhiệt độ tăng nhanh nhưng không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ mức nhiệt cao nhất ngày là từ 31 đến 34 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra, ở vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.